Sao vậy con? Sao vậy? Nhớ mama. Nhớ mama hả? Thương bà hả? À là con thấy bà con thương hả? Nhìn vậy thôi chứ chị ba rất là tình cảm luôn nha cô chú ơi, rất là tình cảm luôn. Cái clip là bà bị con hất hủi như vậy á, xong rồi bảo Ngọc co, bảo Ngọc tua là bảo Ngọc kêu mẹ. Sao vậy chị ba? Chị ba đi đâu? Thì con ngồi xuống con coi bà đi. Sao vậy con? Nhớ mama. Nhớ mama hả? Em nhớ mama. Thương bà hả? À con thương bà đó hả? Bà đó là bị con gái hất hủi hả con? Em chứ sao con? Ở cái đường âm người ta chữ con bà hả? Ai cái chữ âm bà, người ta chữ bà hả? Ôi đây là nước mắt thật của chị ba nha, là cái nước mắt á, nước mắt tình cảm nha cô chú, chứ không phải là nước mắt mà đi trốn học nữa đâu nha. Trời ơi nhìn vậy thôi chứ người ta tình cảm khủng khiếp. Rồi con kéo lại con coi đi, con kéo lại con coi đi. Thương bà. Thương bà hả? Ẩm bà rồi. Mà ẩm bà về đây hả? Ô rồi con nuôi bà hả? Rồi con có tiền không? Không có. Rồi con không có tiền làm sao con nuôi bà được? Có ẩm bà về đây phải không? Ẩm bà về luôn nè. Ẩm bà lên xe hả? Rồi ngày mai mẹ sẽ ẩm bà về cho con nuôi bà nha. Trời ơi càng nói là thấy chị ba càng tình cảm. Thấy chưa mấy chị? Cưng lắm. Rồi ngày mai là bắt đầu là Ngọc phải dậy sớm, Ngọc đi học nha. Rồi như vậy đó, Ngọc đi học là Ngọc nuôi bà đó. Ngọc có biết không? Vậy là bắt đầu mẹ kêu dậy là phải đi học nha. Ngọc phải học thật giỏi rồi Ngọc mới có tiền nuôi bà được nha. Con có biết bà đó không? Con có quen bà không? Quen hả? Ủa con gặp bà đó hồi nào? Con gặp hồi nào đó con? Con gặp bà hồi nào? Con gặp trên mạng đúng không? Con TikTok. À con quen bà trên TikTok hả? Ôi mẹ xin lỗi mẹ không cười. Con quen bà trên TikTok đúng không? Rồi con thấy con thương bà phải không? Rồi con bỏ tay xuống mẹ hỏi mấy cái để bà mẹ mới ẩm bà về đây được. Để bà có nói chuyện với con chưa? À, chưa hả? Bà có vậy bà con biết tên bà tên gì không? Không biết nhưng mà con thấy bà như vậy là con thương hả? Thật là đáng yêu mà. Tại sao là một đứa gái mình nó tình cảm như vậy chứ? Đó, đó đang tua lại đó. Đó là bà bị té như vậy á phải không? Ừ. Rồi sao nữa con? Con cõng bà ngày. À là bà té như vậy là con sẽ cõng bà hả? Đó là bị con gái hất hủi. Con cõng bà đi bệnh viện. À con cõng bà đi bệnh viện hả con? Trời ơi. Vậy á mà chưa bao giờ con biết bà, con chưa bao giờ nói chuyện với bà hết. Chỉ biết bà qua TikTok thôi mà con thương vậy đó hả? Vậy chứ sao ở nhà con quýnh chị hai? Ông mà ông có bự. Hả? Ông mà ông có chữ. À bà không có chữ phải không? Còn chị hai là chị hai chữ con hả? Cho nên con mới quýnh chị hai hả? Quýnh tao hết mồ luôn. Trời ơi mà... Rồi mẹ biết rồi, ngày mai mẹ sẽ đi ẩm bà về cho con nha. Vậy là để vậy là mẹ ẩm bà về mẹ phải dặn với bà là không được chữ Ngọc phải không? Chứ không thôi là Ngọc quýnh bà luôn phải không? À không luôn phải không? Trời ơi sao mà nó ngoan dữ. Bà cấm. Hả? Bà cấm.
Bà khóc hả? À, mẹ biết rồi. Con bỏ ngón tay ra đi. À, thôi thôi. Thôi. Thì con đừng có coi cái khúc đó nữa. Con coi chi rồi con khóc. Trời ơi, tao dễ xúc động ghê không? Thì con đừng có coi cái khúc bài như vậy nữa. À, thôi 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 thôi, mẹ xin lỗi con. Thôi thôi, mẹ biết rồi. Đừng nhi. Rồi rồi, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Thôi bây giờ con tắt đi, con lướt qua cái clip khác đi. Rồi mai mai mẹ đi ẩm bài gì cho con nha. Rồi con lướt qua cái clip khác đi. Đúng rồi, con kéo qua clip khác. Đúng rồi, rồi. Rồi con bye bye cô chú đi. Ngày mai mẹ sẽ đi ẩm bài gì cho con nha. Bye bye. Nè con bye bye điện thoại mẹ nè. Bye bye. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.